Đấy, sau khi mà chị làm xong cái này rồi thì chị sẽ phải xuất ra như em vừa xuất cho chị ấy. Xuất xong thì chị sẽ vào cái trang TNCN Online như hôm qua chị em mình vào. Đây, đánh lên trên này là TNCN Online đây. Chị không nhớ được cái ngày đăng ký kinh doanh của chị là 21 tháng 6, nhưng mà trong trường hợp chị không nhớ được ấy thì chị sẽ vào chị tra cứu bằng cách là chị click vào cái chỗ doanh nghiệp này, điền mã số thuế của chị vào đây. Chị điền đi. Rồi, xác nhận thông tin UC viết hoa 5 5 G viết hoa, G viết hoa C thường, nhấn tìm kiếm. Của chị là ngày bắt đầu cấp mã số thuế là ngày 21 tháng 6, lúc này chị sẽ ghi ra đúng không? Rồi, xong bắt đầu chị sẽ phải vào cái chỗ đăng ký thuế, nhìn thấy chưa? Đấy, đăng ký thuế này. Ở đây chị là tổ chức chi trả chính là doanh nghiệp đấy. Điền mã số thuế của chị vào đây. Đấy, ngày cấp vừa mình tra là ngày 21 tháng 6, đúng không? 2018. Rồi. Cơ quan tỉnh tỉnh là chị ở tỉnh gì? Thanh Hóa nhỉ? Thanh Hóa. Ở dưới, Thanh Hóa ở dưới. Đây 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 đây. Trên trên trên. Đấy, rồi. Chi cục thuế quản lý. Rồi. Xác nhận thông tin T thường 5 5 L viết hoa Y Y thường 6, nhấn đăng nhập. Rồi, chị ở đây chị chọn cho em là gửi file. Chị điền tên người gửi của chị vào đây đi. Chính là tên chị đấy. Địa chỉ liên lạc chị điền vào. Điện thoại thì số điện thoại của chị ấy để họ liên hệ cho nó dễ. Điện thoại liên hệ. Rồi bây giờ chị chọn tệp chị gửi. Chính là cái tệp mà vừa em xuất ra ngoài desktop. Chị T này này. Đây. Đấy, sau đó chị nhấn gửi file là được. Gửi file thành công. Đấy không? Gửi thành công thì khi mà chị tra cứu file, chị nhấn là chị tra cứu này này, nó sẽ có cái file ở đây chị vừa gửi. Và cái trạng thái là chưa phê duyệt. Khi nào ở đây nó đã phê duyệt thì nó sẽ có kết quả cho chị tải về. Chị hiểu không? Khi chị vào tra cứu thì chị vẫn vào chữ đăng ký thuế này bình thường. Xong rồi chị cũng nhấn đăng nhập bình thường thì nó sẽ vào được cái giao diện đăng nhập của file tra cứu, chị thấy không? Thì lúc đó chị tích vào tra cứu file là ok. Chị hiểu chưa? Là được thôi. Nó xong bắt đầu chị in 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 thành 3 bản đi. In 3 bản thì chị in, chị phải in như thế này nhá. Chị in như thế kia là nó không đủ ấy đâu. Chị nhìn các cột mà xem nó đang bị thiếu đúng không? Thì chị sẽ phải in tờ khai này. Ở đây chị tích vào. Ừ, cái này chị không có cái QT PDF gì. Ở đây xem trước này, được. Đây, chị thấy không? Nó sẽ có các cột. Nó chỉ đến cột xã phường này là ok rồi đấy chị ạ. Chị in ra thì chị điền tay bằng cái tên với điện thoại vào đây nhé. Xong rồi tích vào trực tiếp tại cơ quan thuế nhé. Đấy, xong rồi bây giờ chị nhấn in. Thì nó mới nằm ở trong cái khổ giấy. Còn nếu không thì nó sẽ không nằm trong khổ giấy đâu. Vâng, đây này em in 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 này nó cho chị xem. In ra rồi đúng không? Rồi, xong rồi đấy ạ. Đấy, xong rồi cứ thế chị đi chị nộp thôi. Vào vẫn vào, vâng, vẫn vào TNCN Online. Đúng rồi. Đúng đúng chính xác. Chị vẫn vào TNCN Online, vẫn vào đăng ký thuế, vẫn điền mã số thuế rồi ngày thì đăng ký kinh doanh đầy đủ như lúc đầu chị em mình làm. Tôi sẽ nhấn vào chữ tra cứu chứ không nhấn vào chữ gửi file. Vâng, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, nó sẽ có một cái bảng Excel ở chỗ tải kết quả này này. Thì chị tải xuống. Những người nào mà chưa cấp thì họ cấp. Những còn người nào mà người ta cấp rồi thì nó sẽ vẫn cho lại số, nhưng mà người ta sẽ ghi là danh sách này đã được cấp rồi ấy, họ sẽ cho thêm một sheet khác để mình biết được ấy là người đấy đã được cấp rồi. Vâng. Vâng, thế thì chị làm đi. Dạ, vâng. Thế nhá. Em là chị. Dạ, vâng. Ok.